Ôi đỡ đi. Ôi đỡ. Đỡ. Chua quá. Ôi đây thì phải có chua mới được. Candy, con đi lên lầu chơi đi con. Dạ. Gì vậy Linh? Rượu đổ một thao trong này. Sao tự nhiên lấy rượu chét cho người mình chi vậy? Hả? Làm vậy để làm cái gì? Em làm tất cả là vì anh thôi mà. Trời ơi Linh ơi, tôi đã nói với Linh rồi, tôi với Linh không có đến được với nhau đâu. Linh đừng có làm mấy cái trò này. Tâm trí của tôi bây giờ không dành cho tình yêu nữa, tôi chỉ dành cho mấy đứa con của tôi thôi. Nhưng mà tình cảm của em dành cho anh là thật, từ trước bây giờ là thật mà. Tôi không có thích Linh. Linh làm ơn đi Linh nè. Thời gian của tôi bây giờ là dành cho các con của tôi. Chú Đức. Đức cái gì nữa mà Đức. Đây nè. Ha. Thấy chưa? Rượu đổ cho đầy thao. Giả sai giả xỉn. Mày nghĩ sao mày làm trước mặt con cái mày? Mày nghĩ sao vậy? Mày là mẹ mày phải làm gương cho con cái mày chứ. Trời ơi tình yêu mà con làm sao mà con làm những cái trò này được. Bày đặt mưu mô. Mày có nghe rõ những cái gì nó nói hồi nãy không? Bây giờ thời gian của nó không phải là để yêu. Tất cả thời gian của nó để nó dành trọn cho con của nó. Hai đứa con của nó. Mày nghe chưa? Tao không có giúp mày đâu. Thôi đi, anh đừng có chuyện khó chịu ấy. Ai làm anh khó chịu? A Winner, anh nói cho em biết đi. Ai làm anh khó chịu? Em làm siêu nhân á. Ai làm anh khó chịu, em sẽ quýnh người đó no đòn luôn. Là hai đứa đấy. Tụi em làm cái gì mà anh bực mình? Tụi em làm cái gì mà anh bực mình? Không phải vì hai đứa ấy, từ trên trời rơi xuống nhà chú Tùng ấy, thì chú Tùng đã có thể dễ dàng đến với mẹ anh rồi. Ủa? Với lại mẹ anh cũng không buồn phiền nữa. Ủa sao lại nói vậy chứ? Tụi em đâu có làm gì anh đâu. Với lại ba Tùng cũng đâu có thương mẹ Linh của anh đâu. Nhưng mà không có tụi em thì sẽ tốt hơn. Ý anh là anh muốn tụi em rời xa ba Tùng hả? Đúng, chính xác luôn á. Vậy tụi em biết đi đâu nếu không còn người thân? Chẳng lẽ anh muốn tụi em phải vô chạy kẻ một ôi sao? Đi đâu cũng được á, miễn là đừng ở nhà chú Tùng là được rồi. Ê, ông hơi quá đáng rồi đó. Tự nhiên nặng lời với hai đứa nhỏ vậy? Chị Thúy, em thấy Winner nó đúng mà. Đúng cái gì mà đúng? Nó bậy thì có. Nè nè nè, giờ tôi hỏi ông nè. Tại sao mẹ ông không tìm người khác để mà thương, mà cưới, mà bắt buộc phải là chú Tùng? Đã vậy còn xúi dạy hai đứa nhỏ đi vô chạy trẻ mồ côi nữa. Ông bị gì vậy? Bà có im mồm đi không? Không, tại sao lại phải im mồm? Ông là người sai mà. Người trẻ, tâm lý như con nít. Đại vậy, ích kỷ, vô tâm. Bà thích gây sự đúng không? Tôi thích gây sự á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao vậy? Hả? Tại sao? Tại cái thằng Winner này nè. Còn nín. Chuyện của người lớn ai cho phép tụi con xen vô? Còn nhỏ thì lo học hành, ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Cấm nghe chưa? Chú cấm tụi con tập tành làm người lớn nghe chưa? Dạ. Winner, con trả lời mẹ nghe coi. Hả? Từ bao giờ con can thiệp vào chuyện của mẹ? Rồi từ bao giờ bây giờ con ăn hiếp mấy đứa em hả? Hả? Thôi, đừng có đánh nó. Cái gì rồi từ từ nói. Mấy đứa nhỏ nè, không có được làm cho mẹ buồn, không được làm cho ba Tùng buồn, nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ đi theo ông đi về. Đi. Dạ. Đi về về. Thôi, không có đánh nó mà. Đi. Lên. Tôi muốn nói chuyện với em. Em ạ. Chú Đức là mấy người lớn nói chuyện đi. Dạ, chú dắt mấy đứa nhỏ về. À, đi. Đi về. Chuyện gì? Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện của hai đứa mình. Tôi nghĩ là em đừng lấy cái nhu cầu cá nhân của mình mà tiêm nhiễm vào đầu óc tụi nhỏ.
tôi không thể yêu em, bởi vì tôi có người yêu rồi. Tôi muốn người đó bên cạnh tôi, chăm sóc những đứa con của tôi. Em tìm người khác thích hợp hơn đi. Không, anh đừng có nói vậy với em. Em không đồng ý đâu. Em không thể nào buông tha anh được, bởi vì em rất là cần anh mà. Cứ cái mối quan hệ phức tạp như vậy hoài, chắc tôi với Linh không có gặp nhau được đâu Linh ơi. Anh nói cái gì vậy? Làm sao mà không gặp nhau được? Ở chung cư đi ra đi vô thế nào cũng đụng mặt nhau mà. Tôi sẽ chuyển đi. Vậy còn mấy đứa con của anh? Tụi nó sẽ ở với tôi. Tôi ở đâu, tụi nó ở đó. Tôi có thể bỏ cả thế giới, nhưng không bao giờ bỏ những đứa con của mình. Những đứa con từ trên trời rơi xuống. Chào Linh.